Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 xác nhận đêm chung kết vốn dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 12 sẽ được dời lại một tháng. Ngày tổ chức mới là 6 tháng 1 năm 2018. Theo ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, nguyên nhân dời đêm thi chung kết là vì thời gian trước đây lịch bán kết khá sát lịch chung kết. Khi chương trình phải tạm dừng các hoạt động vì ảnh hưởng của cơn bão số 12, việc chuẩn bị cho chung kết không đủ thời gian, ban tổ chức phải cân nhắc nhiều yếu tố để thay đổi sang thời điểm phù hợp. Trước đó vào ngày 7 tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu ban tổ chức tạm hoãn triển khai tổ chức các phần thi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 cho đến khi khắc phục xong hậu quả thiên tai mưa lũ. Hiện top 45 đang nghỉ ngơi sau thời gian tập luyện, trải qua các thử thách và ghi hình chương trình truyền hình thực tế tại Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết và Phú Quốc.